Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu không duy trì đủ lâu, VinFast sẽ phá sản. Ngày 27 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận giữa cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, VinFast tiếp tục đặt cược vào giấc mơ xe điện. VOA nhắc lại việc sau màn ra mắt rầm rộ của VinFast ở Mỹ vào tháng 8 năm 2023, thì VinFast đã không bán được xe như kỳ vọng tại thị trường Mỹ, trong lúc báo lỗ hàng tỷ đô la. Công ty này cũng vấp phải các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến xe điện của họ. Sau khi nhận thấy thị trường Mỹ là một thị trường khó chinh phục, VinFast lại đặt hy vọng vào mẫu xe SUV Mini VF3 của họ sẽ giành được thiện cảm của người tiêu dùng tại thị trường châu Á và Việt Nam. VOA cũng dẫn lời bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam, cho biết khi VinFast chào bán VF3 rằng hãng sẽ mong phát triển thành thương hiệu Việt Nam đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Tuy nhiên, VOA liệt kê hàng loạt khó khăn mà VinFast đang gặp phải như giá cổ phiếu tụt xuống dưới 4 đô la từ mức cao nhất là 82,35 đô la. Việc xây nhà máy ở North Carolina đang chậm trễ, phải đối mặt với những rắc rối pháp lý về vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng ở California, cáo buộc vi phạm bằng sáng chế và cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Xe bán được ở Mỹ chưa tới 1.000 chiếc vào năm 2023. Phần lớn xe bán trong nước là được hãng taxi xanh SM thuộc sở hữu của ông Vượng mua, không đạt mục tiêu bán xe cả năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Lỗ ròng 2,39 tỷ USD vào năm 2023, tổng dư nợ cả ngắn hạn và dài hạn đều tăng, phải bán Vincom Retail để trả nợ. Theo VOA, ngay từ khi bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, VinFast đã cho ra mắt những loại xe đắt tiền. VOA dẫn lời ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast, khi trả lời một hãng tin quốc tế đã nói rằng mục tiêu của VinFast không phải là thương hiệu rẻ tiền, mà là thương hiệu hợp túi tiền, cũng như làm ra những chiếc xe tốt với giá cả phù hợp. Tại cuộc họp cổ đông hồi tháng 4, ông Vượng tái khẳng định mục tiêu VinFast không chỉ là dự án kinh doanh mà còn là dự án trách nhiệm xã hội, và rằng VinFast không chỉ muốn sản xuất được xe mà còn muốn vào top đầu thế giới. Nhưng VOA dẫn nhận xét của một hãng tin quốc tế cho rằng ngành công nghiệp xe điện có rất nhiều ví dụ về các tỷ phú đã cố gắng và đã thất bại. Hình ảnh taxi xanh SM tràn ngập thị trường Việt Nam. Tập đoàn xe điện Trung Quốc Evergrande New Energy Vehicle Group do tỷ phú Hứa Gia Ấn làm chủ tịch là một ví dụ, từng có giá trị hơn Ford và GM. Tập đoàn Trung Quốc đã gặp khó khăn kể từ khi công ty mẹ bị cuốn vào cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc vào năm 2021, với tổng số nợ đang phải gánh là hơn 300 tỷ USD. VOA dẫn lời nhà phân tích Ken Fung cho biết VinFast đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do sự cạnh tranh ở Mỹ khi hãng xe điện là một công ty mới gia nhập vào ngành này. Họ sẽ cần phải xây dựng thương hiệu của mình và phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Ông Phùng nói, nó sẽ không dễ dàng ở Mỹ và phải ngốn thời gian và tiền bạc. VOA cho biết, ngay tại châu Á, VinFast cũng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, đặc biệt là từ nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc, vốn đã đạt được quy mô đủ lớn để sản xuất tiết kiệm chi phí và đang nhanh chóng mở rộng ở Đông Nam Á. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng sự gần như độc quyền của VinFast về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam với các trạm sạc nằm rải rác trên cả nước, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các tỉnh miền núi xa xôi, cùng với tâm lý không tin tưởng sản phẩm Trung Quốc của người tiêu dùng Việt cũng như tinh thần dân tộc chủ nghĩa có thể mang lại lợi thế ban đầu cho VinFast. Tuy nhiên, VinFast phải chạy đua với thời gian. Theo tiến sĩ Hiệp, nếu họ không thể duy trì đủ lâu, họ có thể phá sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nếu không duy trì đủ lâu, VinFast sẽ phá sản. Vì sao Vietnam Airlines vẫn thua lỗ dù được ưu đãi? Ngày 26 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Vietnam Airlines có nguy cơ mất thanh khoản vào tháng 7 nếu không được gia hạn trả nợ. VOA dẫn các báo trong nước bao gồm cả Thanh Niên và VN Express đưa tin hôm 25 tháng 6 trích dẫn một tờ trình của chính phủ gửi đến Quốc hội Việt Nam. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hiện đang đứng trước nguy cơ mất thanh khoản ngay trong tháng 7 nếu các ngân hàng không gia hạn việc trả nợ, tái cấp vốn cho các khoản vay được chính phủ bảo lãnh. Hình ảnh bản tin trên VOA.
Theo VOA, các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài mô tả, dẫn lại tờ trình của chính phủ Việt Nam cho biết, hiện nay hãng hàng không quốc gia đang vật lộn với những khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo hãng tin quốc tế nói trên, tờ trình của chính phủ Việt Nam cho biết thêm rằng Việt Nam Airlines chưa hoàn thành các nỗ lực tái cấp vốn, chẳng hạn như tái cơ cấu các khoản đầu tư không cốt lõi và bán ra các cổ phiếu mới, tuân theo các điều khoản được phê duyệt. Bên cạnh đó, các báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và VN Express, tường thuật rằng chính phủ Việt Nam nêu rõ trong tờ trình là nếu Việt Nam Airlines không được gia hạn trả nợ khoản vay tái cấp vốn, hãng sẽ phải đối mặt với rủi ro mất khả năng thanh toán từ tháng 7 sắp tới, có nguy cơ không thực hiện được các cam kết với các bên cho thuê máy bay, các đối tác cung cấp dịch vụ, dẫn đến Việt Nam Airlines có thể bị kiện, giảm uy tín với các đối tác. Hình ảnh một máy bay của Việt Nam Airlines. Ngoài ra, VOA cho biết chính phủ cảnh báo rằng hãng cũng sẽ phải chịu các chi phí tài chính phát sinh do không thể hoàn trả các khoản nợ và tiếp tục đơn phương giãn khoản nợ với quy mô lớn, dẫn đến các nguy cơ phá sản gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Qua tờ trình, chính phủ đề nghị các đại biểu quốc hội cho phép ngân hàng nhà nước được tự động gia hạn thêm 3 lần tại thời điểm đến hạn trả nợ đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại của các tổ chức tín dụng đang cho Vietnam Airlines vay. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian các lần gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 5 năm, lãi suất 0% một năm, không tài sản đảm bảo. Vẫn theo VOA, về đề nghị này của chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải gia hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, các báo Việt Nam tường thuật. Cũng liên quan đến tái cơ cấu nợ của Vietnam Airlines, ngày 27 tháng 6, báo Pháp Luật dẫn phát biểu của đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 tháng 11 năm 2020 đã đồng ý cho phép Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn gia hạn không quá 2 lần, lãi suất 0%. Hình ảnh thị phần vận chuyển hàng không Việt Nam. Báo Pháp Luật cho biết từ năm 2021 tới nay, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Vietnam Airlines liên tiếp lỗ nặng. Năm 2021, lỗ trên 11.800 tỷ đồng. Năm 2022, lỗ 8.841 tỷ đồng. Năm 2023, lỗ 4.789 tỷ đồng. Như vậy, qua 4 năm, Vietnam Airlines lỗ trên 32.000 tỷ. Ông Ngân cho rằng Vietnam Airlines hiện đang vay tái cơ cấu chỉ có 4.000 tỷ so với khoản nợ đã lên tới khoảng 58.000 tỷ, như vậy khoản này cũng rất ít. Để có một giải pháp căn cơ đảm bảo sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đại biểu Ngân đề nghị Vietnam Airlines phải tái cơ cấu lại nợ và phải giảm nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu trái phiếu. Dư luận thắc mắc, từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch, vào đầu năm 2022 đến nay đã hơn 2 năm, vì sao Vietnam Airlines, hãng hàng không số 1 Việt Nam với thị phần vận chuyển cao nhất, ưu đãi vay vốn với lãi suất 0%, tại sao vẫn lỗ dài dài? Tuy số lỗ đã giảm theo từng năm, nhưng những khoản lỗ vẫn còn khá cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Vietnam Airlines vẫn thua lỗ dù được ưu đãi? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.